Wow. Bạn thấy đẹp không? Mình té trang trí á. Đẹp quá phải không mấy bạn? Chỗ này là công viên nè mấy bạn. Đẹp quá chừng. May quá tối nay mình đi quay mà không có lạnh bao nhiêu hết. Mình ở nhà mình kiểm tra nhiệt độ rồi, bằng áo đủ ấm. Lấy đi. Phố về đêm có một mình đi bộ. Chỗ đây là Bắc Kinh, cái chỗ đậu xe. Thank you.